Chà, phấn cổ bạn ơi. Đây, may quá. Nó vẫn còn những cái bông hoa của nó để bạn biết. Còn đâu là cây trà này, nhìn lá là nhà mình cũng biết được nó là loại trà gì bạn ạ. Đây, đây là bông hoa của nó nhá. Phấn cổ thì nó có hai cái kiểu loại hoa. Nhiều trà nhỉ. Hoa phấn cổ có hai loại nhá bạn nhá. Ừ. Hình ảnh các bạn đang nhìn đây là Hoa đơn. những cái loại hoa Đơn. trà phấn cổ cánh đơn ạ. Đấy, cánh cánh nó kiểu nó ít cánh và nó to như này và nhị nó nổi rõ ràng như này. Còn một loại phấn cổ nữa thì các bạn có thể theo dõi ở góc trên bên phải màn hình là đường link đến cái loại hoa trà phấn cổ hoa kép. Bông nó tựa tựa gần gần giống như là cái bông của trà lựu cổ Nam Định nhưng mà nó là màu hồng như này ạ. Ở đây nhà mình còn 5 cây bé xinh xinh. Phấn cổ hoa như này ạ. Các bạn có nhu cầu thì alo ạ. Ngoài cái hàng phấn cổ này thì nhà mình còn có cả cây phấn sen nữa bạn nhé. Toàn những cây bé mini nhưng mà là rất nhiều nụ và hoa nở rất là đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu ạ mà muốn mua mấy cái chậu phấn cổ phấn sen này thì vui lòng alo ạ. Thật sớm bạn nhá. Cây nó ngắn ngắn bé bé thôi ạ.